Hello cả nhà đã trở lại với kênh YouTube của mình là Thảo Diệp. Video hôm nay sẽ là một video về top son dành cho các quý cô công sở. Đây chắc hẳn sẽ là một video mà các nàng không nên bỏ qua đâu nha. Ok, bây giờ mình vào luôn với em son top 1 đến từ nhà Shu Uemura, dòng Rouge Unlimited Matte, mã màu 144. Đây là một em son với gam màu đỏ cam vô cùng trẻ trung và thời thượng. Sắc son sẽ mang lại năng lượng tích cực và đầy nhiệt huyết, là một tông màu mà các cô nàng không nên bỏ qua đâu nha. Chất son đã được cải thiện hơn so với những dòng trước đây. Chất vẫn mịn lì nhưng đã bớt khô và bột hơn. Nàng nào sợ đậm màu quá thì có thể dùng bông tăm rồi tan nhạt ra như Thảo nhé. Độ bám màu khá tốt nếu các nàng không ăn uống gì quá dầu mỡ. Khi trôi thì son sẽ để lại base hồng nhạt và bắt buộc vẫn phải dùng son dưỡng trước khi tô để đánh son được đẹp hơn nha. Sắc cam không quá nhiều nên sẽ không sợ kén da và sửng men răng đâu mọi người nhé. Top 2 sẽ là em son Ruby Woo đến từ nhà MAC. Em son huyền thoại với gam màu đỏ hồng ruby cực kỳ ngọt ngào và đáng yêu. Màu son đem lại cảm giác may mắn và năng lượng tươi trẻ. Chất son lì và bám chặt trên môi, tuy nhiên các nàng phải tẩy da chết và giữ môi thật kỹ trước khi đánh để tránh làm môi xấu đi khi dùng em này nhé. Độ bám màu siêu đỉnh cao nên các nàng nhớ dùng tẩy trang chuyên dụng cho môi nha. Với top 3 là em son đến từ nhà Lemonade Super Tiger. Đây là dòng son kem lì với gam màu đỏ nâu đất cực kỳ trendy. Sắc son trầm ấm và tôn da, tạo nên một nét đẹp uy tín cho các cô nàng. Chất son này khi apply lên môi sẽ hơi lỏng một chút xíu, cho nên là mọi người tránh bậm môi ngay nhé. Nếu sợ son quá dường thì các nàng có thể tô lòng môi thôi nha. Độ bám màu khá tốt và sẽ trôi đi khi ăn uống, nên các nàng nhớ dặm lại ha. Màu này cực kỳ nịnh da luôn nên là tông da ngâm vẫn có thể dùng thoải mái nha. Top 4 sẽ là em son đến từ nhà Bobbi Brown, dòng Luxe Shine Intense Lipstick màu Red Stiletto. Đây là một gam màu đỏ thuần cực kỳ sang trọng và quý phái. Màu son cực kỳ phù hợp cho các cuộc hẹn gặp đối tác, giúp cho các nàng tự tin hơn trong giao tiếp. Chất son áp dụng công nghệ độc quyền Luxe Matte Pigment, tạo cảm giác nhẹ môi mà vẫn mịn lì. Son có độ dưỡng nên giúp môi trông mềm mịn và quyến rũ hơn. Sắc son này sẽ phù hợp cho các nàng có độ tuổi từ 30 trở lên nha. Độ bám màu vừa phải và sẽ trôi nhanh khi ăn uống mọi người nhé. Cuối cùng sẽ là em son thứ 5 đến từ nhà Bbia, dòng Last Velvet Lip Tint Asia Edition 2 màu Healing mũi né. Tông màu cam đất khiến cho các quý cô công sở trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Chất son lì velvet lướt nhẹ và che phủ toàn bộ rãnh môi mà không làm khô môi. Môi sau khi đánh son vẫn có độ ẩm nhất định. Khi ăn uống son sẽ trôi và màu này thì không để lại lớp tin nên mọi người nhớ đánh son lại sau đó nha. Năm sắc son trong top này đều tôn da nên các nàng da ngâm có thể dùng vô tư luôn nha. Và thông tin của sản phẩm Thảo có để link bên dưới video cho các nàng có thể tham khảo thêm. Video đến đây thì cũng đã hết rồi. Thảo hy vọng qua video này các tình yêu của Thảo có thể chọn cho mình được ít nhất một cây son trong top 5 để xúng xính đi làm nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này và nhớ đừng quên đăng ký bấm chuông để đón xem thêm nhiều video mới từ Thảo nha. Còn bây giờ thì bye bye.